Kính chào quý ông bà anh chị em. Quả thật, ông Gioan theo cách nói của Chúa Giêsu và mặc khải của Tin Mừng cho chúng ta biết ông chính là Elia mà đứng đã được tiên báo trong cuộc ước. Và cái cuộc đối chất của Chúa Giêsu và các kinh sư thầy dạy, các tư tế và các phẩm quyền của Do Thái. Một mặt họ khát khao tìm rõ ràng đâu ai là đứng Messiah để hướng dẫn cho dân. Nhưng mặt khác, họ vẫn đầy ấp những định kiến và sẵn sàng vì cái định kiến đó để gạt qua cơ hội không chỉ cho họ mà cho dân chúng đón nhận Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nghe cách mà Chúa Giêsu nói cho họ biết. Và đây như thể là một cảnh cáo quan trọng nếu họ không hoan cải. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng Matthew chương 21 từ câu 28 đến câu 32. Khi Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: các ông nghĩ sao? Một người có hai con trai, ông ta đến nói với người con thứ nhất: này con, hôm nay hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin tưởng ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin vào ông ấy. Anh chị em thấy chính Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi dân của Chúa, mời gọi các thủ lãnh trong dân phải hoán cải, phải hối lỗi vì đã khước từ ông Gioan và phải quay lại tin vào ông Gioan. Và hình ảnh mà Chúa Giêsu kỳ vọng đó là hình ảnh cái người con lớn của ông chủ có hai người con. Ông bảo người con lớn rằng: con đi làm vườn nho cho cha đi. Nó bảo: không, con không đi. Rồi thằng bé, ông chủ bảo, nó bảo: vâng vâng, con đi liền, con đi liền. Nhưng cuối cùng nó là cái anh chàng gọi là con nhà họ Hứa, nên nó không có chịu đi làm. Còn cái người anh bảo không đi, anh ta đã hối hận và quyết định đi làm vườn nho cho cha mình. Chúa Giêsu muốn dân của Chúa, dân được tuyển chọn của Chúa, hãy sống như tâm tình của cái người anh lớn đó, là hối hận, hoán cải để đi làm vườn nho cho Chúa. Chứ không có phải rảnh rỗi xin nông nổi cãi nhau về mặt học thuyết, rồi loại trừ người này, chê bai người kia, thậm chí gài bẫy để ám hại người khác. Ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người. Vườn nho của Chúa là một vườn nho của nhân loại, chứ không nhỏ hẹp như vườn nho của Naboth bị bà Isabel chiếm lấy để mua lòng vua. Cũng không phải là một vườn nho nhỏ của một giáo họ, một giáo xứ, một cộng đoàn dòng tu hay một dòng tu. Thậm chí cũng không phải là vườn nho giới hạn
của giáo hội Công giáo hoặc là của các giáo hội chính thống giáo, Anh giáo, Tin lành, vân vân. Mà vườn nho của Chúa là cả hoàng thiên, cả vũ trụ bao la này, tất cả mọi người lương giáo và muôn loài thụ tạo. Chúng ta có những cái ích kỷ của mình, như thể rằng đây là cái phần công khó mình chiếm được, mình phải giữ và không chia sẻ với ai cả. Thật ra cái mà mình có, mình gọi mình chiếm hữu là ơn Chúa ban, là phước lành của Chúa. Chứ tự mình không có sản xuất ra được, tự mình không có làm ra được cái gì hết. Và cánh đồng của Chúa vẫn đang được mời gọi chúng ta ra đi để đi làm. Còn nếu không, Chúa Giêsu dùng cái danh từ hạng thu thuế, hạng đĩ điếm, tức là trong con mắt của họ và con mắt chúng ta nữa, là quân tội lỗi, quân đáng chết, họ sẽ được vào nước trời trước. Chúng ta không canh tác, Chúa sẽ trực tiếp canh tác và Chúa sẽ thu hoạch những con dân Chúa không thuộc cái khoảng, cái miếng mà chúng ta tự đóng hàng rào, tự xây lô cốt, bảo rằng vườn nho của mình. Để rồi loại trừ bao nhiêu cánh đồng nho bao la của vườn nho Chúa, thì Chúa sẽ làm và Chúa đưa tất cả họ vào vương quốc của Chúa. Còn chúng ta ở bên ngoài, ở với cái lô cốt của chúng ta đi. Chúa muốn chúng ta phải hối hận để đi làm vườn nho của Chúa, chứ không phải xây cho cái lô cốt của mình, không phải mặc kệ việc của Chúa, chỉ lo cho mình thôi. Đây là một lời mời gọi tích cực, chứ không phải là sự rủa xả để chúng ta mệt mỏi chán nản. Nếu có mệt mỏi chán nản, thể mệt mỏi chán nản những việc chúng ta đã làm, để bắt đầu làm việc của Chúa, để chúng ta có niềm hy vọng mới, có an vui mới. Amen.